Trái ngược trận hòa 0-0 đầy khó khăn ở bán kết lượt đi, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã thi đấu thăng hoa ở trận tái đấu với Indonesia trên sân Mỹ Đình để giành chiến thắng 2-0 chung cuộc. Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh lập cú đúp bàn thắng vào đầu mỗi hiệp đấu, qua đó cùng các đồng đội mang tấm vé vào chơi trận chung kết AFF Cup 2022. Huấn luyện viên Park Hang-seo tự hào về màn trình diễn của các cầu thủ. Ông nói, Việt Nam đã vượt qua cái dớp 26 năm chưa thắng Indonesia ở AFF Cup. Trước trận, tôi đã nói với các cầu thủ phải vượt qua lời nguyền này, không được để điều này cho các đàn em trong tương lai. Hôm nay, toàn đội đã giành chiến thắng khi đối đầu với đối thủ trên sân nhà và có thêm ý nghĩa quan trọng khác là đã giành vé vào chung kết. Với chiến thắng 2-0 ở trận bán kết lượt về, huấn luyện viên Park Hang-seo phân tích, Indonesia có lối chơi dựa vào các tình huống phản công nhanh và họ chơi bóng bổng khá yếu, đánh vào hai cánh thì hậu vệ của họ cuốn. Nên ông Park đã sử dụng hai tiền đạo ở trận lượt về chơi đá bóng có điểm rơi và khi điểm rơi thì sẽ tranh chấp bóng. Ngoài ra khoảng không gian phía sau lưng của hàng thủ của Indonesia thường để lộ nhiều kẽ hở, đó là cách Việt Nam thi đấu và có bàn thắng sớm từ đầu trận. Đặc biệt, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết ông không thể đào tạo hay bồi dưỡng cho cầu thủ. Việt Nam đã có những trận vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, nhờ vậy mà đã tích lũy nhiều kinh nghiệm và cách chơi bóng để biết cách vận hành trận đấu. So với các đội Đông Nam Á, Việt Nam hơn một bậc vì được trải nghiệm điều này. Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, cầu thủ xuất sắc nhất trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 cũng có chia sẻ sau trận. Tôi đang có phong độ tốt và càng tự tin hơn khi vào sâu ở AFF Cup 2022. Điều này đã góp một phần công sức vào chiến thắng của toàn đội. Tôi không quan trọng đứng thứ mấy trong danh sách ghi bàn cho đội tuyển quốc gia. Quan trọng toàn đội đi đến trận cuối cùng. Được tham dự trận chung kết AFF Cup là vinh dự của tôi và các cầu thủ. Hy vọng toàn đội vô địch để tri ân thầy. Lần thứ hai, huấn luyện viên Park Hang-seo đưa Việt Nam vào chơi trận chung kết AFF Cup. Đối thủ của toàn đội sẽ được xác định sau trận bán kết còn lại giữa Thái Lan và Malaysia diễn ra vào 19:30 tối nay ngày 10 tháng 1 trên sân Thammasat, Thái Lan.